Sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học Phổ thông Phong Thổ. Cùng dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ. Năm học 2023-2024, Trường Trung học Phổ thông Phong Thổ đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đồng thời quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, nâng cao chất lượng giáo dục các môn ngữ văn, tiếng Anh, linh hoạt điều chỉnh nội dung dạy học, ôn tập, kiểm tra, đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh, vùng miền, đảm bảo mục tiêu giáo dục. Kết thúc năm học, toàn trường có 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình trở lên. Hạnh kiểm tốt chiếm 74,5%, vượt 0,5% so với chỉ tiêu đề ra. 99,1% học sinh xếp loại học lực trung bình trở lên, học lực khá giỏi chiếm 61,6%, vượt 0,16% so với chỉ tiêu. Toàn trường có 3 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc, 65 học sinh giỏi, 203 học sinh tiên tiến, 9 học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp trường, 1 học sinh đạt giải 3 và 1 học sinh đạt giải khuyến khích cấp tỉnh, cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet. Năm học 2024-2025, trường có 22 lớp, 1.106 học sinh. Nhà trường tiếp tục duy trì kỷ cương, nề nếp trường lớp học, triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng lộ trình, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục học sinh, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước, đánh trống khai giảng năm học mới và tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho nhà trường. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ, cũng tặng hoa chúc mừng năm học mới thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Phong Thổ.